And now, let's welcome the team of Mari Kita Sambut, Indonesia and Vietnam. Chào các bạn, chúng ta chuẩn bị đến với buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Trên sân vận động ngoài Giang Dipta lúc này thì ban tổ chức sân đang cho tập những màn khởi động để chuẩn bị cho trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia. Nghi lễ chào cờ lúc này cũng đang được các nhân viên tập luyện. Xin chào tất cả các bạn. Huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này thì cũng đã bước ra sân rồi. Và đội tuyển Việt Nam đã đến với sân Giang Dipta. Sân vận động sẽ diễn ra trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam vào ngày mai. Mặt cỏ đây các bạn ơi, có thể nói là mặt cỏ có khá nhiều những chỗ bấp mô và ổ gà. Chúng ta gọi ổ gà đấy, thì có thể đây sẽ là trong những điểm mà cầu thủ Việt Nam cần phải chú ý. Đây là buổi tập đầu tiên và cũng là buổi tập duy nhất của đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Wajang Dipta tại Bali. Đội tuyển Indonesia thì đã kết thúc buổi tập cách đây khoảng 2 giờ đồng hồ rồi, và bây giờ sẽ là buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Đây cũng sẽ là khung giờ thi đấu sát với khung giờ thi đấu ngày mai của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang thấy là ban tổ chức đang tập dượt lại những màn nghi lễ để bắt đầu trận đấu ngày mai. Quốc ca Việt Nam đang vang lên lúc này tại sân vận động Wajang Dipta tại Bali. Huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này thì đang kiểm tra sân và có vẻ như ông không thực sự hài lòng về mặt sân tại Wajang Dipta. Đây là quốc ca của Indonesia. Ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu buổi tập cuối cùng trước khi trận đấu diễn ra, buổi tập duy nhất trên sân vận động Wajang Dipta trong trang phục áo đỏ quần đỏ. Đây là điều dễ hiểu khi vào ngày mai chúng ta sẽ thi đấu với trang phục màu trắng
vào buổi tập cuối cùng này thì chúng ta đã khoác lên mình chiếc áo quen thuộc, chiếc áo đỏ, quần đỏ mà đội tuyển Việt Nam đã sử dụng trong trận đấu với Malaysia, trang phục truyền thống của đội tuyển Việt Nam. Ngày mai thì đội tuyển Indonesia sẽ thi đấu với trang phục màu đỏ và Việt Nam sẽ thi đấu với trang phục màu trắng. Trận đấu ngày mai sẽ diễn ra vào lúc 18:30 giờ Việt Nam và sẽ là lúc 19:30 của giờ Bali Indonesia. Xin chào tất cả các bạn, chúng ta chuẩn bị bắt đầu bước vào buổi tập của đội tuyển Việt Nam, buổi tập duy nhất trên sân vận động Wajan Dipta và cũng là buổi tập cuối cùng trước trận đấu gặp Indonesia diễn ra vào ngày mai. Bên cán bộ sân của Indonesia lúc này thì đang yêu cầu các phóng viên lùi lại một chút.
Vậy là ban tổ chức đang yêu cầu phóng viên về khu tăng điểm riêng, trong khi đội tuyển Việt Nam lúc này thì đang ở đầu sân bên kia. Huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này đang dặn dò những lời vài điều nói với cầu thủ trước khi buổi tập diễn ra. Xuân Mạnh và Văn Kiên đã được bổ sung vào danh sách của đội tuyển Việt Nam trận đấu Indonesia. Người đó thì Tuấn Anh và Trọng Hùng sẽ không có mặt. Chào Đình Thông, theo mình thì đó là đòn gió đấy. Quang Hải vẫn sẽ đá ở vị trí một trong mạng bụi tấn công nhà phía trên, và mình nghĩ Huy Hùng sẽ đá chính. Cá nhân tôi nghĩ thì hoặc Quang Hải vẫn không đá tiền vệ trung tâm đâu, Quang Hải sẽ đá ở trên. Chiều ngày hôm nay đó đòn gió của huấn luyện viên Park Hang-seo rồi. Này đang là hoàng hôn tại Bali. Này các trợ lý đang vẽ khiêng gôn, đang thiếu người khiêng gôn. Thiếu người khiêng gôn. Đấy, bây giờ thì cũng phải huy động đến 3 thủ môn Đặng Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Văn Cường ra khiêng gôn với các thầy trong ban huấn luyện. Các cầu thủ còn lại lúc này đang khởi động ở đầu bên kia sân. Chúng ta vừa thấy thầy Lee Young Jin nói 1-2-3 rất rõ ràng tiếng Việt Nam nhé. Thầy Park cũng đang giúp. Thầy Park đang giúp.
Chào tất cả các bạn ơi. Bên Bali lúc này đang hơn Việt Nam 1 tiếng đồng hồ. Thời tiết rất đẹp. Lúc này đang là hoàng hôn. Xin chào tất cả các bạn, ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với trang phục áo trắng quân trắng.
Excuse me, behind the board. Behind the board. Behind a little bit. Yeah. No. Mình đã zoom hết cỡ rồi các bạn ơi, đây là khu vực tác nghiệp bắt buộc của bên Indonesia, cho nên là mình không thể lại gần với đội tuyển hơn được. Thank you.
Chúng ta sẽ chỉ còn 3 phút tác nghiệp nữa thôi. Buổi live stream về màn tập luyện của đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Wanyanita, tập luyện duy nhất tại sân vận động này trước khi trận đấu giữa Indo và Việt Nam diễn ra vào ngày mai.